Ý. Chị ơi, trời ơi, em hết hồn luôn á. Giống như ai cũng nói em giống Minh Xù hết chứ. Trời ơi, ai cũng nói Khánh giống Minh Xù á. Tương ớt Jinsu này có thêm khẩu vị đang bán tại Nhật Bản. Quay là quay, quay là quay suốt ngày chứ. Người tầm ai cũng nói chị em giống nhau. Nani? Rất là nhiều người nói hai đứa mình giống như chị em rồi. Đâu không phải đó. Bên em thì nói giống anh dạ, bên chị có nói giống Ngọc Thanh Tâm không? Ngọc Thanh Tâm. Gửi hình cho tiếng lực có tiếng lực luôn, y chang Ngọc Thanh Tâm. Con được không? Chị giống mình quay không? Mình nhớ. Có cạnh nhau không? Không cao thì. Mà sao vậy ta? Đôi đứa này mình quay không giống như chị phụ hình. Ta? Anh thấy giống không? Giống hả? Lại ta. Ai giống? Hai đứa. Anh thấy giống không? Nhiều người nói giống Ngọc Tâm lắm. Thì có hả? Đưa mượn thoại coi cho coi tấm hình giống không? Không có giống lắm nhưng mà nếu mà nói hai chị em thì ta tin. Không có giống Vy Trang nhưng mà nói hai chị em. Nghĩa là không có nói giống sinh đôi thôi. Cái khuôn á, cái khuôn à. Thấy vậy ta? Thì ra nhiều khuyên người ta nói em giống chị không biết là nhiều người. Nhiều khuyên người ta nói em giống chị không biết là nhiều người. Mà chắc chị Tâm sạch hơn chứ. Em nghĩ chị Tâm nói chị giống em là chắc chị Du. Sạch là sao? Kêu chị. Sạch là sao? Nói gì á? Chị đâu có chị đi vậy? Chị Tâm sạch hơn. Thôi, đúng hết. Thật ra đó là người ta nói tôi giống anh Tâm, tôi rất là vui. Tôi sẽ... Ý! Chị ơi! Trời ơi! Em hết hồn luôn á. Giống như ai cũng nói em giống Minh Xù hết chứ. Trời ơi, ai cũng nói Khánh giống Minh Xù hả? Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi. Anh chưa? Ủa cậu kỳ kỳ vậy? Làm cái gì? Nó đàn ông cho đi đầu đi. Tôi không biết là bên kia đang bàn bạc chiến thuật gì, nhưng mà chiến thuật bên chúng tôi thì rất là sang trọng. Chúng tôi sẽ cứ từ từ mà đi thôi. Thua thì mặc kệ. Là vẫn phải đẹp. Vâng, chính xác là như vậy. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị trên kênh Vi Giải Trí lúc 20 giờ từ ngày 15 tháng 10. Xem ngay ngoài Hàng Anh, Combo, Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng.